là luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị hại, gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự, đã có những nội dung phát biểu thu phục nhân tâm, lay động lòng người, không chỉ thuyết phục hội đồng xét xử mà còn góp phần thay đổi cả nhận thức và lương tâm của các bị cáo. Thế nhưng, hiện nay trên mạng xã hội, các trang phản động như Việt Tân, RFA và không ít kẻ lưu manh, dân chủ, bao que, trí thức trở cờ đang tấn công luật sư Nguyễn Hồng Bách với những lời lẽ thô tục, bất chấp pháp lý và đạo lý. Và đến giờ này, Facebook luật sư Nguyễn Hồng Bách đang tạm khóa. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, luật sư Nguyễn Hồng Bách đã có những phát biểu thể hiện rõ quy tắc nghề nghiệp của một luật sư chân chính, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thể hiện được sứ mệnh cao cả của một luật sư là bảo vệ công lý, tuân thủ và trung thành với hiến pháp, pháp luật, độc lập, ngay thẳng, tôn trọng sự thật rất có ý nghĩa trong việc xây dựng hệ thống pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Cụ thể, trước đề nghị của một số luật sư của các bị cáo về việc trả lại hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, luật sư Nguyễn Hồng Bách nói: "Tôi thấy không nên kéo dài nỗi đau bị hại phải gánh chịu ở giai đoạn vừa qua. Nếu trả lại hồ sơ, vụ án chưa thể khép lại. Với cơ quan tố tụng bắt đầu từ điều tra với tội giết người với 25 bị cáo, Viện Kiểm sát đã chuyển tội cho 19 người, tốt hơn, đẹp hơn cho các bị cáo và tôi tin các bị cáo mong muốn như vậy. Nếu trả hồ sơ, các bị cáo sẽ tiếp tục bị giam, những người được đề nghị án treo sẽ phải ngồi tù và như thế không có lợi cho các bị cáo." Khi một số luật sư đồng nghiệp bào chữa cho các bị cáo đã đề nghị hội đồng xét xử công bố kế hoạch phương án đảm bảo an toàn, an ninh địa phương tại xã Đồng Tâm của lực lượng công an, luật sư Nguyễn Hồng Bách đã phát biểu việc lực lượng công an, trong đó 3 đồng chí đã hy sinh đến xã Đồng Tâm là để thực hiện nhiệm vụ được giao, do đó công việc của họ là thực thi pháp luật theo quy định. Luật sư Bách nêu quan điểm không đồng tình với luật sư của bị cáo. Luật sư Bách viện dẫn các quy định của pháp luật về việc bảo vệ bí mật nhà nước để chứng minh rằng đề nghị trên của các luật sư là không có cơ sở pháp lý, qua đó khẳng định kế hoạch này mang mức độ tối mật nên chỉ những người liên quan mới được biết. Ai làm lộ bí mật nhà nước thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc 3 đồng chí công an hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch được giao là tổn thất rất lớn, không chỉ đối với lực lượng công an mà còn đối với gia đình các đồng chí ấy và nhân dân. Do đó, việc luật sư bảo chữa cho một số bị cáo nhận định tại thời điểm xảy ra vụ án, 3 đồng chí công an có đang thực thi nhiệm vụ được giao hay không là sự hoài nghi không chấp nhận được. Sau khi 3 đồng chí công an hy sinh đã được Bộ Công an thăng quân hàm vượt cấp, được Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, được công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công, nếu không phải là thực hiện nhiệm vụ được giao thì có được ghi nhận công danh hay không? Đối với đề nghị thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án của luật sư bảo chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Hồng Bách bảo vệ quyền lợi cho các bị hại trần tình: "Tôi thực sự cảm thấy nhói đau trong tim khi nghe lời đề nghị của luật sư đồng nghiệp. Chúng ta có thể dựng lại hiện trường vụ án dã man như thế không? Ai có thể chui xuống cái hố sâu đó để người khác đổ xăng lên và thiêu sống mình? Và ai sẽ là người dám thực hiện những điều tàn độc mà một số bị cáo đang đứng trước tòa đây đã làm?" Luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại trích đọc biên bản giám định tử thi của 3 đồng chí công an đã hy sinh cho thấy mức độ giết người vô cùng dã man, tàn độc của một số bị cáo. Biển lửa trong hố đó cướp đi tính mạng của 3 chiến sĩ, có anh cháy trơ xương, liệu có sống được không? Không phải bất kỳ trường hợp nào cũng phục dựng, tái dựng hiện trường và thực nghiệm điều tra. Trong trường hợp này, chúng ta không nên thực nghiệm, như thế sẽ gợi lại nỗi đau của gia đình thân nhân. Luật sư Nguyễn Hồng Bách nói thêm: "Chúng ta làm gì cũng phải xuất phát từ cái tâm. Tôi đã hỏi các bị cáo và chính chủ tọa phiên tòa cũng nói chưa nhận được biên lai nào khắc phục hậu quả của các bị cáo ở đây.
Một lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước phiên tòa cũng chưa hề có. Không một đồng đền bù, chưa một nén nhang, kể cả từ người thân của các bị cáo cũng không có. Cháu 6 tháng tuổi, con của bị hại, chưa được một giọt sữa nào từ gia đình các bị cáo. Chúng ta thấy rằng hành vi này, nỗi đau này được chia sẻ hay chưa? Chúng tôi tin rằng hội đồng xét xử sẽ đem lại công bằng, công lý cho các gia đình bị hại. Xử bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Được biết, vào năm 2016, khi có ý kiến cho rằng để đảm bảo công bằng trong xử lý vi phạm khi tham gia giao thông, nên bỏ biển đỏ và biển xanh để thống nhất biển số xe về một màu, luật sư Nguyễn Hồng Bách đã thẳng thắn trả lời: theo tôi, không nên bỏ biển xanh, biển đỏ. Thứ nhất, đây là xe công vụ của các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang. Việc quy định biển đặc thù sẽ giúp các xe công vụ thuận lợi trong quá trình thực thi công vụ. Còn những vấn đề khác đều bình đẳng trước tất cả mọi thành phần kinh tế. Người dân và lực lượng chức năng cũng dễ dàng nhận biết và tạo điều kiện hợp tác, giúp đỡ các xe này trong việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, việc giữ biển xanh, biển đỏ cũng là việc công khai hoạt động của các xe công vụ để giúp quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng có thể dễ dàng nhận biết và giám sát việc sử dụng xe công, cũng như giám sát quá trình thực thi công vụ của các xe biển xanh, biển đỏ này. Ở Việt Nam chúng ta nói riêng, trên thế giới nói chung, luật sư là một nghề rất được xã hội tôn trọng và kính nể. Tôn trọng và kính nể bởi luật sư là những người được đào tạo, có kinh nghiệm cuộc sống và đại diện cho công lý. Nói như vậy cũng có nghĩa, người hành nghề luật sư phải có đạo đức, biết bảo vệ cái đúng và tố giác cái sai, thực hiện đúng như bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của nghề nghiệp luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những luật sư chân chính như luật sư Nguyễn Hồng Bách, luôn biết bảo vệ cho lẽ phải, thì vẫn còn những kẻ mượn danh luật sư để làm những điều trái với luân thường đạo lý và trái với quy định của pháp luật. Một số ít những con người như vậy đã làm hoen ố hình ảnh của người luật sư chân chính, đại diện cho công lý và lẽ phải. Nghề nào cũng vậy, cần lắm một cái tâm của nghề. Hành nghề luật sư, cái nghề bảo vệ lẽ phải và công lý càng cần phải đề cao đạo đức nghề nghiệp. Vì thế, cá nhân tôi muốn nhắn nhủ tới một số người đang còn ảo tưởng lợi dụng mác luật sư để trục lợi hay để chống phá chế độ rằng: hãy chấm dứt những chiêu trò khi còn chưa muộn, đừng vì những lợi ích cá nhân nhỏ nhen mà làm hoen ố đạo đức của chính bản thân và cả những người luật sư chân chính như luật sư Nguyễn Hồng Bách. Với cá nhân tôi, luật sư Nguyễn Hồng Bách là một luật sư đáng được kính trọng và bảo vệ.